Được rồi. Cháu chào con các bà. Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà, các cô các bác ạ. Hôm nay mấy con cháu lại cùng nhau về để tưới rau. Hôm nay rau khô quá rồi. Nào Phong cầm một cái dây tưới. Đấy. Để nước tươi ra. Bịt tí nữa tắc vòi nước không ra đấy. Nó tuột đấy. Đúng là mẹ hết rồi xong rồi. Ngắn con không đến bên kia được. Không đến lại quay đầu ra bên này. Đến đây bằng kia nữa đấy. Cái này tí nữa nhặt một ít về để ăn đấy. Cầm vòi để kéo xuống nhá. Cho chân lên. Đây, bây giờ tưới cái này. Chú này nó lên dày quá rồi. Nên ít về để ăn. Kia đổ hết rồi kìa. Tưới lâu đất nó mới ngấm được. Đặt vòi nó để một chỗ. Khô hết đất rồi đây này. Cây rau vàng ra đây.
cóc này lớn nhanh phết đấy nha, mới trồng đấy. Nọ họ không nhổ của mình một cây, bây giờ chả có hai cây rồi, nhổ mất đi một cây. Lúa này tự khô quá hay sao lá nó cứ vàng đi. Rồi.
cho cây mía bên kia nữa. Đi qua bên này đi. Đi bên kia. Đi cẩn thận không ngã. Đây là cái rau cải mà hai cô cháu đi làm đây các bác. Hôm nay là ăn hôm đầu tiên hay hôm thứ mấy rồi? Xong. Được ăn mấy lần rồi? Hả? Ô Phong sao hồi nãy về không cắm cơm? Nên phải đi cắm cơm luôn chứ. Nó lại cứ phải nhắc nhỉ? Về phải tự động đi cắm cơm chứ. Đấy, cứ phải nhắc. Đấy, giờ này chưa cắm cơm bao giờ mới được ăn. Thì đến nhà phải cắm cơm mình. Nhỏ, mình phải làm việc nhỏ chứ. Hàng ngày không cắm mà sao đi về phát là phải nhớ đi cắm cơm chứ. Đi xem cái nồi cơm không còn thì không có thì mình phải cắm chứ. Này bao giờ mới được ăn? Giờ này đã 6 giờ hơn rồi. Đây là con dế mèn này, với anh ông tự nuôi, vợ anh ông làm ấy. Tự lấy về xong là cho vào khay cho nó đẻ trứng, xong là cho nó ăn cỏ lớn lên thì mới chuẩn bị ăn, thì đi lấy cây mía về cho nó ăn, cho nó ăn để cho nó sạch cái lòng thì mình mới ăn được nó. Ăn rất là ngon, rất là bùi luôn cái loại này. Con này to thế. Đây là lá lốt để thái rán trứng để cho các cháu nó ăn. Lá lốt này là lá lốt rừng. Cái này hình như không thơm lắm sao? Không được rung 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 rung. Cái này hình như không thơm lắm. Lá cuốn đấy. Băm băm một tí cho nó bén. Tí nó dài không ạ? Cái loại này không được thơm lắm nhỉ? Sắc hơn thật. Quyệt quyệt vào dao vào đít bát phát là sắc luôn. Phong thì không ăn thịt nên là phải dán trứng với cái này để cho ăn. Dán trứng với lá hay thì mới ăn, còn dán nguyên trứng thì lại không ăn.
Thế thịt thì không ăn. Cho nó mắm vào cho nó thơm. Đã cho thêm trứng vào rồi. Úi, chưa cháy à, chưa già mỡ à. Úi, cháy cái này. Ây da. Con dế này toàn mật đường thôi, lại mật mía, toàn cho ăn mía. Ăn nhất là bùi luôn. Sẽ cho ít nước măng vào. Đấy. Cho măng vào để mới ngon. Nó có vị chua. Cái gì đấy? Cho măng vào để cho nó có chua. Nó mới ngon. Cái món này nhừ lắm đúng không? Đấy. Cho măng chua rồi. Măng đã khô rất là nhiều rồi. Đấy rồi. Đấy, chỉ ăn vậy thôi. Ăn vậy là đảm bảo rồi.
Còn món gì nữa nhỉ Phong nhỉ? Ăn đơn giản thôi. Đấy, món rau cải á. Nhiều cải này nấu hơi nhừ, hồi nãy quên tắt bếp. Ok. Thôi, mời cả nhà ăn cơm với gia đình nhé. Đấy, gia đình nay chỉ có món lá lốt xào trứng này, và có mấy con dê con, mấy con dê mèn, và canh rau bí. Là ok. Nào, xin mời nhé. Ngon rồi, đây ăn đi con. Nói to vào. Nói to lên. Chấm chú ăn cơm, chấm con cơm. Mời ai nữa? Cháu mời ông bà ăn cơm. Ok. Cháu mời các ông bà, cô bác, các anh chị ăn cơm cùng gia đình ạ. Mời cả nhà ăn cơm. Ngân chả ăn lâu rồi à, giờ này chả đói à Ngân? Không, không đói. À, không đói đâu, không đói. Ăn thử con dế nhé. Phong có ăn không nhỉ? Ngân ăn không? Vào đây ăn con dế này. Nhanh. Cho măng chua vào ăn ngon rồi. Một hướng. Cháu Ân xin phép được giới thiệu với lại tất cả ông bà, cô bác và mọi người là Ân Ông có bán các sản phẩm ở trên cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Ân Ông. Đầu tiên là vừa rồi có rất là nhiều ông bà, cô bác có dặn cháu Ân Ông là làm cái sản phẩm củ giấy. Thì cháu Ân Ông cũng đã làm được rất là nhiều rồi, rồi có dặn dân làm nên thì được chỗ này tầm khoảng hơn chục cân. Ngoài cái sản phẩm củ giấy thì cháu nó có bán mật ong rừng và mật ong khoái. Thì mùa này thì cũng mùa mưa nên là cháu nó không bán mật ong. Có hiện tại là còn một ít nữa thôi. Mật ong còn tầm khoảng 20 lít nữa là từ đầu năm cháu nó đi mua của dân về. Và tiếp thì cháu nó có bán cái trà hồng sâm, trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu nó có bán hoa đu đủ đực này, nấm ngọc cẩu, táo đỏ và trà mát gan, dây thìa canh. Trà mát gan là hỗ trợ những anh chị nào mà hay sử dụng rượu bia ấy. Đây là trà mát gan này, mát gan lợi mật giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, sơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, là uống thay nước hàng ngày. Cái sản phẩm là một người khỏe hai người vui nữa. Tiếp đây là nấm ngọc cẩu, cũng là một người khỏe hai người vui. Và chè nhâm trần. Chè nhâm trần thì các bác mua thì các bác để ý là nó có chè nhâm trần thì nó rất là thơm. Còn một loại cây cái gì cây bồ bồ hay cái gì đấy cũng gần giống nhâm trần, nhưng mà nó không có vị gì, nó không có mùi, nó không thơm như chè nhâm trần, là mùi rất là thơm. Tiếp đây là hạt dổi, tiếp đây là cây tầm gửi gạo, gạo tía nhé, cây tầm gửi gạo tía là công dụng mát gan, chứa viêm gan C này, thải độc cho người bị thận, viêm cầu thận, chứa sỏi thận, phù thận, thải độc men gan, giảm béo, tăng thể lực. Tiếp đây là cây cỏ máu, cây huyết đằng, bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nó có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá.
và chè dây. Chè dây thì cháu nông không sao đâu, cháu nông lấy về để thái, đun uống thay nước hàng ngày. Nếu mà bác nào bị đại tràng thì các bác mua về đun uống thử. Đấy, như cháu nông trước đây bị bụng sôi gục, nhưng mà sau dùng cái chè dây là nó hết sôi bụng. Tiếp đây là táo đỏ nhé, táo đỏ cái này là lấy về ngâm tiểu. Với cái sản phẩm cháu nông vừa giới thiệu, ông bà của bác, cô chú, anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào đấy thì ủng hộ cháu An Nông để cháu An Nông có kinh phí đổ xăng để đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao. Cháu An Nông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ.